Trịnh Sảng và Trương Hằng nguy cơ ngồi tù 7 năm khiến cả giới giải trí điêu đứng vì bị điều tra. Gần đây, cộng đồng mạng xứ Trung đang dậy sóng trước thông tin cựu nghệ sĩ Trịnh Sảng bị nghi ngờ ký hợp đồng âm dương, chia nhỏ phần thu nhập cao ngất ngưỡng nhằm trốn thuế. Chuyện này bị vạch trần cũng nhờ hết công lao của Trương Hằng khi anh tung đoạn clip ghi lại cuộc trò chuyện giữa mình và mẹ Trịnh Sảng. Nội dung cho thấy mẹ Trịnh Sảng đề nghị Trương Hằng lập hợp đồng âm dương cho con gái mình để trốn thuế trong phần cát-xê đóng phim Thiện nữ U Hồn. Theo lời tố cáo của Trương Hằng, Trịnh Sảng nhận cát-xê 160 triệu nhân dân tệ cho 77 ngày quay phim Thiện nữ U Hồn. Tính trung bình mỗi ngày, Trịnh Sảng có thể rút túi 2 triệu tệ, khoảng 7,2 tỷ đồng. Vậy nhưng, vì để trốn thuế, Trịnh Sảng đã thực hiện hợp đồng âm dương. Hợp đồng âm là phần hợp đồng để mức thù lao thấp hơn giá thật để được nộp mức thuế thấp nhất. Còn hợp đồng dương chính là hợp đồng để hai bên ghi giá giao dịch thật, làm cơ sở thanh toán trên thực tế. Sự việc của Trịnh Sảng đang gây ra một cuộc chấn động rất lớn. Rất nhiều ý kiến tố cáo, yêu cầu Cục Thuế vào cuộc điều tra của nàng và cả làng giải trí Hoa ngữ. Sau 2 ngày hợp đồng âm dương của Trịnh Sảng bị vạch trần, những trang truyền thông uy tín và lớn nhất của Trung Quốc đưa tin, Cục Thuế Thượng Hải sẽ tiến hành điều tra về trường hợp này của cô nàng họ Trịnh, xác minh theo quy định của pháp luật về vấn đề thuế. Lần này, giới giải trí sẽ trải qua cuộc điều tra, trừng phạt nghiêm khắc về những hành vi vi phạm pháp luật như lập hợp đồng âm dương để trốn thuế. Sau sự cố về thuế vụ của Phạm Băng Băng, thì giới giải trí Hoa ngữ lại tiếp tục trải qua cơn sóng gió về điều tra tội trốn thuế trên diện rộng như thế này. Một luật sư nổi tiếng tại Bắc Kinh đã lên tiếng phân tích trách nhiệm của Trịnh Sảng trong sự cố lần này. Ông chỉ ra rằng nếu như đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Sảng vi phạm tội trốn thuế, thì ngoài việc hoàn thuế và đóng tiền phạt, cô nàng còn đối diện với khả năng rất cao bị kết án tối đa 7 năm tù. Theo tiết lộ của Trương Hằng, Trịnh Sảng đã từng đóng thuế quá hạn sau sự cố của Phạm Băng Băng vào năm 2018. Vì vậy, với hợp đồng âm dương của Trịnh Sảng trong năm 2019, thì đây không phải là lần vi phạm đầu tiên nữa. Khả năng cô sẽ chịu mức án trên 3 năm tù nhưng sẽ không quá 7 năm. Trước đây, nữ diễn viên Phạm Băng Băng từng gây rúng động showbiz sau khi bị điều tra trốn thuế. Sau đó, mỹ nhân họ Phạm chấp nhận chịu nộp bổ sung 880 triệu nhân dân tệ, hơn 3.000 tỷ đồng, nên đã không phải ngồi tù. Vậy nhưng từ đó, Phạm Băng Băng bị dư luận tẩy chay, không thể quay trở lại showbiz dù rất nhớ nghề. Mặc dù Trương Hằng đã có công vạch trần các vấn đề hợp đồng âm dương của Trịnh Sảng, nhưng điều đáng nói chính là vào thời điểm đó, Trương Hằng lại là người đại diện của Trịnh Sảng. Những chuyện đàm phán về hợp đồng âm dương của Trịnh Sảng có khả năng đều do Trương Hằng tiếp nhận, trực tiếp xử lý. So với tình cũ, Trương Hằng có thể sẽ chịu trách nhiệm lớn hơn, án phạt tù càng nặng hơn. Vấn đề này có thể thấy, tấm gương trước đó chính là đại diện của Phạm Băng Băng. Bố mẹ của Trịnh Sảng cũng là những người tham gia vào vụ việc, nhưng cuối cùng cần phải xác nhận xem ai là thủ phạm chính. Một số luật sư nhận định rằng, mức án tối đa mà Trịnh Sảng phải đối mặt lên đến 7 năm tù, cộng với hàng trăm triệu nhân dân tệ tiền phạt, tương đương với hàng ngàn tỷ Việt Nam đồng. Cuối năm 2018, Cục Thuế xứ Trung đã đưa ra lệnh khoan hồng, cho phép nghệ sĩ chủ động nộp tiền hoàn thuế để không phải chịu phạt như Phạm Băng Băng trước khi Tổng cục tiến hành điều tra. Nhờ đó, Cục Thuế đã dễ dàng thu về 11,7 tỷ nhân dân tệ tiền trốn thuế của làng giải trí Hoa ngữ. Có vẻ như không phạt là không sợ. Đến nay, nhiều nghệ sĩ có tật giật mình khi nghe thông tin Cục Thuế chuẩn bị điều tra, xử phạt nghiêm khắc vấn đề thuế vụ. Tính trong năm 2021, hàng loạt sao hạng A Hoa ngữ vội vàng hủy đăng ký kinh doanh. Trước mắt, danh sách này bao gồm những cái tên đình đám như Ngụy Đại Huân, ông xã của Diêu Thần, Tào Úc, Hà Cảnh, Đặc Siêu, Đương Yên, Văn Trương, Mã Vi Vi, Na Anh, Tiêu Bán Sơn, Chu Chính Đình, Mạnh Mỹ Kỳ, Ngô Tuyên Nghi, Thẩm Đăng, Tịnh Bách Nhiên, Vương Thiên Nguyên. Việc hủy đăng ký kinh doanh này sẽ giúp nghệ sĩ lách được phần nào việc kiểm tra về thuế vụ. Thế nên, không ít ý kiến nhận định rằng đây là những cái tên có tật giật mình nhất, yêu cầu Cục Thuế ưu tiên điều tra danh sách này. Cục Thuế cứ nhắm vào danh sách này mà điều tra, tất cả đều có vấn đề nên mới hành động như thế. Những ngày tiếp theo, danh sách này sẽ kéo dài với nhiều cái tên nữa, hãy đợi xem.